Thời chiến, họ cầm súng xông pha nơi chiến trận đánh địch. Nay thời bình, trước đại dịch COVID-19, những người lính ấy tiếp tục đồng lòng cùng chính quyền địa phương trên trận tuyến chống đại dịch. Và những việc làm của những người lính cựu tiếp tục tô thắm hình ảnh đẹp người lính Cụ Hồ. Toàn dân chung tay phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Yên. Những ngày qua, các cựu quân nhân Hội đồng ngũ 96 huyện Tân Yên đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên chung tay ủng hộ cán bộ và nhân dân huyện Tân Yên trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hội đồng ngũ 1996 huyện Tân Yên chúng tôi thì ngoài cái việc mà anh em giúp nhau để phát triển kinh tế hộ gia đình thì hiện nay là chúng tôi nhận thấy rằng là cái việc mà tình hình dịch bệnh của trên toàn tỉnh Bắc Giang là diễn biến đang rất chi là phức tạp. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi là trên tinh thần là tương thân tương ái, anh em chúng tôi cũng đã vận động anh em hội là trên tinh thần là ủng hộ gây quỹ để ủng hộ cho huyện, cho địa phương, cho các cái đồng chí trong hội đã đang có những gặp những cái hoàn cảnh neo đơn trong cái lúc mà dịch bệnh như này, thì chúng tôi cũng đã quyên góp ủng hộ được khoảng độ trên 19 triệu. Đấy, thì chúng tôi phân bổ và ủng hộ cho huyện là tiếp tục là phòng chống công tác dịch bệnh COVID-19. Ngay sau khi có công văn triển khai COVID-19 của xã, đối với những trường hợp đã tự đi từ Đà Nẵng về địa phương, trong thời gian từ 12 tháng 7 đến nay, xã đã cử ngay cán bộ y tế đến nhà thông báo và hướng dẫn người dân cách ly tại gia đình theo đúng quy định, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nhân khẩu, động viên giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên, phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp. Có cựu quân nhân đã thành lập được công ty riêng, mô hình kinh tế trang trại hoạt động hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Tuy chỉ là một tổ chức tự nguyện, nhưng định kỳ các thành viên cựu quân nhân Hội đồng ngũ 96 tổ chức sinh hoạt học tập, thông tin thời sự, thông báo chính sách, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, bảo vệ sức khỏe, hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ và tham gia các hoạt động khác ở địa phương. Trong cơn đại dịch lần này, những người lính Cụ Hồ năm xưa đã hăng hái xông xáo trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền để các thành viên nhận rõ tính chất đặc biệt nguy hại của dịch COVID-19, đề cao trách nhiệm, nêu cao ý thức cộng đồng, chung tay cùng chính quyền và các lực lượng địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tình nguyện chung tay góp sức ngăn chặn đại dịch. Trong thời gian vừa qua thì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, kinh tế của huyện nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung. Thì trong thời gian vừa qua thì đã được huyện Tân Yên đã được rất nhiều các tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì trong đó thì có Hội đồng ngũ 1996 của huyện Tân Yên thì với số tiền ủng hộ là 10 triệu đồng. Thì trong những hội thì hội ủng hộ đối với huyện Tân Yên thì Hội đồng ngũ 1996 huyện Tân Yên là hội đồng ngũ đầu tiên của huyện là đã ủng hộ với số tiền là 10 triệu đồng. Thì chúng tôi mong rằng trong thời gian tới thì không những ủng hộ Hội đồng ngũ huyện Tân Yên 1996 thì không những ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, hội sẽ tiếp tục vận động các hội viên để ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của huyện thì trong cái thời gian tới, và chúng tôi mong rằng các thành viên của hội thì sẽ luôn luôn đoàn kết và hoạt động của hội ngày càng vững mạnh. Hiện nay trên địa bàn xã Đức thì đã có 3 cái ổ dịch và 11 bệnh nhân F0 rồi. Đấy. Qua đó thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng đã phát động kêu gọi toàn dân là chung tay ủng hộ phòng chống dịch COVID. Trong đó thì đã có nhiều cơ quan đơn vị đến ủng hộ các cái bếp ăn tập thể cũng như các cái gia đình có bệnh nhân là F1, F2, F0.
Hôm nay thì rất là phấn khởi được Hội đồng ngũ của huyện Tân Yên năm 1996 đã đến tặng quà cho cái gia đình bệnh nhân F0, F1. Trong đó có gia đình chị Nguyễn Thị Kiều là bệnh nhân có con F0 đang chạy thận. Gia đình rất là khó khăn, chính vậy mà hội đã đến thăm động viên tặng quà kịp thời. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, động viên kịp thời gia đình để vượt qua những khó khăn. Hiện nay rất vinh dự cho khu cách ly trường mầm non xã Cao Xá được công chí trong hội đồng ngũ năm 1996 có đến thăm và tặng quà các công dân là trẻ em cũng như là gia đình chính sách hiện nay đang cách ly tại trường mầm non xã Cao Xá. Thì không biết nói gì hơn, tôi là trưởng khu hiện nay đang quản lý khu cách ly Cao Xá, rất cảm ơn các đồng chí đã quan tâm đến các cái công dân cách ly tại trường mầm non xã Cao Xá. Trong thời gian tới chúng tôi rất mong rằng là các đồng chí tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các công dân trẻ em và các công dân còn cảnh khó khăn ở các khu cách ly trên địa bàn huyện Tân Yên nói chung và khu vực cách ly của trường mầm non xã Cao Xá nói riêng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tại Tân Yên hiện nay đã ghi nhận trên 90 ca F0, trên 1.650 người F1, gần 9.000 người F2 đã thực hiện phong tỏa giãn cách xã hội. Thực hiện cách ly xã hội, Tân Yên đã kích hoạt 15 khu cách ly tập trung để giãn cách, giảm mật độ người trên một phòng, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, khó khăn là vô cùng lớn. Và trong cơn đại dịch COVID-19, đã có rất nhiều cựu quân nhân tiếp tục quyên góp, ủng hộ, chia sẻ khó khăn với chính quyền, nhân dân địa phương. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa cao đẹp của các cựu quân nhân góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch. Hội đồng ngũ huyện Tân Yên 1996 chúng tôi hiện nay có khoảng trên 200 đồng chí tham gia phát triển kinh tế trên rất nhiều các cái lĩnh vực. Và trong những năm qua thì Hội đồng ngũ 1996 chúng tôi có tham gia rất nhiều cái hoạt động thiện nguyện. Và trong cái đợt dịch bệnh COVID-19 này thì chúng tôi cũng tổ chức triển khai vận động tới tất cả các anh em trong hội đóng góp để chung tay với huyện Tân Yên để tham gia phòng chống dịch COVID-19. Và qua cái đợt này chúng tôi cũng mong muốn là tất cả các anh em trong hội đồng ngũ 1996 huyện Tân Yên nói riêng cũng như là tất cả các đồng chí là cựu quân nhân, chúng ta sẽ cố gắng chia sẻ đóng góp một phần nhỏ cùng với huyện nhà chung tay phòng chống để đẩy lùi dịch bệnh. Thực tế cùng với các cựu quân nhân thì lực lượng cựu quân nhân như Hội đồng ngũ 96, những người đã có thời gian được thử thách rèn luyện ở môi trường quân đội. Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, các cựu quân nhân gương mẫu nhiệt tình tham gia công tác xã hội, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, hình ảnh chung tay phòng chống dịch của Hội đồng ngũ 96 đã góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp đến người dân. Đặc biệt là thế hệ trẻ, về hình ảnh người lính phụ hồ là động lực để nhân dân trong huyện đồng tâm hiệp lực cùng với nhân dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh.